Kính thưa quý vị, cuộc tổng tuyển cử ngày 5 tháng 5 của Malaysia đã khép lại. Liên minh cầm quyền Barisan Nasional giành chiến thắng trước liên minh đối lập Pakatan Rakyat. Như vậy thì dù có nhiều ý kiến cho rằng liên minh đối lập sẽ làm nên bất ngờ, nhưng kết quả cuối cùng thì đế chế quyền lực nắm quyền hơn nửa thế kỷ tại Malaysia sẽ tiếp tục lãnh đạo nước này thêm 5 năm nữa. Với kết quả bỏ phiếu cuối cùng sau cuộc tổng tuyển cử vào ngày 5 tháng 5, Liên minh Barisan Nasional tiếp tục lên nắm quyền lãnh đạo tại Malaysia. Liên minh Barisan Nasional với sự lãnh đạo của Thủ tướng đương nhiệm Najib Razak giành được 112 ghế trong quốc hội, trong khi Liên minh đối lập Pakatan Rakyat chỉ có 60 ghế. Tôi hy vọng mọi người đón nhận kết quả này một cách êm đẹp, bởi cuộc bầu cử này diễn ra dân chủ và công bằng. Tôi hy vọng các đảng cũng sẽ như vậy, đón nhận kết quả này và hợp tác cùng nhau dẫn dắt đất nước. Tuy nhiên, ngay sau khi có kết quả bầu cử lãnh đạo Liên minh đối lập Pakatan Rakyat, ông Anwar Ibrahim cho rằng đã có sự gian lận trong quá trình bỏ phiếu và từ chối thừa nhận kết quả vừa công bố vì chưa minh bạch. Tôi không nghĩ điều này là công bằng nếu mọi người kỳ vọng tôi thừa nhận kết quả cuộc bầu cử mà chúng ta cho rằng đã xảy ra gian lận. Thật sự thì cuộc bầu cử này hoàn toàn thất bại. Chúng tôi muốn Ủy ban bầu cử có câu trả lời xác đáng tại sao quá trình bầu cử gian lận vẫn được diễn ra. Bên cạnh sự bất mãn của phe đối lập, không ít người dân Malaysia cũng tỏ ra không vui khi Liên minh Barisan Nasional tiếp tục cầm quyền. Tôi đang nghĩ sẽ có một sự thay đổi bởi người dân chúng tôi thật sự muốn điều gì đó xảy ra. Nhưng nội bộ bên trong như thế nào đó là cuối cùng mọi chuyện lại như cũ. Dù người dân có muốn thay đổi thì cũng chẳng làm được gì. Thực sự là thất vọng nhưng không được tuyệt vọng. Tôi nghĩ đã có gì đó tác động đến người dân, nhưng như vậy không có nghĩa là chúng tôi bỏ cuộc. Nhưng dù lãnh đạo phe đối lập cho rằng kết quả không thỏa đáng và một số người dân tỏ ra thất vọng, Thủ tướng Najib Razak và Liên minh Barisan Nasional vẫn đang tận hưởng chiến thắng lần thứ 13 kể từ năm 1957 khi Anh trao trả độc lập cho Malaysia. Với 5 năm cầm quyền tiếp theo, Thủ tướng Najib Razak sẽ có nhiều thời gian tranh thủ sự ủng hộ đối với những chính sách cải cách nhằm nới lỏng một số quy định và thúc đẩy đầu tư kinh tế.